Trong suốt kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều thời điểm đã có mưa lớn, cục bộ có mưa to đến rất to. Sau đây là dự báo diễn biến mưa ở những khu vực trên. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối ngày mùng 3 tháng 9, dự báo mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ đêm mùng 3 tháng 9, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm dần. Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trong ngày và đêm mùng 3 tháng 9, dự báo mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Thời gian mưa dông dự báo tập trung vào chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét là cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới.